Cáo phó, chúng tôi vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hữu xa gần. Mẹ, bà nội, bà cố và chị của chúng tôi là bà quả phụ Lê Văn Vàng, nhũ danh Vương Thị Hiền, pháp danh Nguyên Hậu. Từ trần ngày 30 tháng 12 năm 2019 tại Arlington, Virginia, hưởng thọ 86 tuổi. Linh cửu được quan tại Fairfax Memorial Funeral Home. Chương trình tang lễ thứ sáu ngày 10 tháng Giêng năm 2020, lễ phát tang lúc 9 giờ sáng, thăm viếng từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, nghi thức Phật giáo 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Thứ bảy ngày 11 tháng 1 năm 2020, thăm viếng lúc 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng, Nghi thức Phật giáo lúc 10 giờ sáng, lễ di quan và an táng sẽ được cử hành vào lúc 12 giờ trưa tại National Memorial Park, 7482 Lee Highway, Fort Church, Virginia 22042. Tang gia đồng khắp báo. Bản tin Hoa Thịnh Đốn, SPTNDC và VATV thành kính phân ưu cùng tang quyến.